Trước tiên đối với cá nhân em thì Hà Nội luôn là môi trường tốt nhất bóng đá Việt Nam, kể cả từ lúc mà em bắt đầu biết đến môi trường chuyên nghiệp, như là khi mà ở đội trẻ lên đội cũng giờ cũng đã là 7 mùa giải rồi. Đó thì em cũng luôn luôn mong muốn là gắn bó lâu dài với Hà Nội. Đó, đó là một cái mong muốn của em, vì ở đâu không nơi đâu tốt bằng môi trường bóng đá Hà Nội. Và ở đây đã cho em tất cả. Em nghĩ là không có gì để mà em có thể từ chối tham gia một đội bóng khác ngoài Hà Nội hiện tại bây giờ. Đối với cá nhân em đợt này và đó cũng là lần đầu tiên em được ký hợp đồng chuyên nghiệp, thì em thấy là nó là một cái trách nhiệm rất là lớn. Đó là những mục tiêu em có thể là hướng đến xa hơn, không phải chỉ là ở trong V-League, thì cùng câu lạc bộ hướng tới châu Á. Đó là cái giải đấu mà em cũng rất là mong muốn là cố gắng đạt được thành tích cao nhất ở quốc nội đã, rồi cùng câu lạc bộ Hà Nội chinh chiến đợt C1. Thì đối với cá nhân của đội bóng thì em huấn luyện viên trưởng thì đã quay lại với đội và tất cả anh em quay lại với đội. Cũng có nhiều trường hợp là vẫn đang bị dịch cúm. Đó, cũng như anh biết là dịch cúm rất là phức tạp nên là cũng có vài vị trí. Nhưng mà thực ra thì đối với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thì trước nay thì không phải là vị trí nào cũng không thể thay thế. Đó, bọn em cũng đều chia tay nhau và cùng nhau hướng tới những mục tiêu chung, và ai có vấn đề gì về sức khỏe đó có thể nghỉ ngơi, anh em sẽ khỏa lấp vào vị trí đó và cố gắng làm tốt nhất có thể. Đối với bản thân em thì trận đấu nào cũng là trận đấu quan trọng hết, nhưng mà trước mắt thì là trận đấu với Gia Lai. Đó là một cái cột mốc bọn em có thể cố gắng, nếu mà đạt được thành tích tốt ở trong trận đấu sắp tới với Gia Lai, đó sẽ là một khoảng cách rất là lớn để bọn em vẫn lừng lững ở trên vị trí số 1 xếp hạng bây giờ. Thực ra thì trời mưa đối với bọn em thì cũng không đáng lo ngại lắm, thì nó cũng là một cái dạng như là làm cho sân tập tốt hơn cũng như là trơn hơn để mà mình làm quen được với cả cái thời tiết của Hà Nội thời điểm bây giờ. Đối với bản thân em thì luôn luôn là Văn Toàn và Brandao và Công Phượng nữa, thì em cũng đã rất là lưu ý, vì cũng có những bài học qua các trận đấu, qua các năm em cũng phải trả giá và đội cũng phải trả giá những cái tình huống đó, thì em nghĩ là bọn em sẽ có cách khắc phục cũng như là cố gắng để đạt được thành tích tốt nhất. Thì trong việc ký hợp đồng thì bản sắc của em thì thực sự là cũng có em cũng có tham khảo bản sắc của em, thì cũng như là bản sắc cũng nói là hoàn toàn để em quyết định và cũng là nơi nào dành cho em những điều tốt nhất đó, và để cho em tập trung và phát triển hơn nữa.